Dạ vâng, Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác. Rất vui được gặp lại toàn thể tất cả bác. Thì tiếp tục video ngày hôm nay thì bên em lại đi vào giới thiệu cho tất cả bác một con đáy đến từ hãng Adcoface. Một con đáy cực kỳ là xịn sò và chất âm cực kỳ hay cho các bác nghe nhạc karaoke gia đình. Thì dòng đáy Adcoface, con này là mã là Pro 2 nha bác. Thì em vẫn đang còn Pro 2 này, Pro 5 này và Pro 30 nha bác, Pro 30 hàng rất là hiếm, độc đáo trên thị trường. Con này thì cũng đã có khách chốt một con rồi nhưng mà chưa có khách đó là để chưa về nên là em sẽ gửi sau. Về sản phẩm Pro 2 ấy, thì về độ cao của nó thì đây em đã tháo nắp ra cho các bác cùng xem, với hai vế chạy mặt class AB và hai vế là hai bên riêng biệt. Mỗi vế chạy là 6 con sò Toshiba xanh đen, là dòng sò của hãng Adcoface nha bác nha. Đây, và dòng này thì chất âm nó rất là hay luôn, rất là hay chi tiết, cực kỳ là hay luôn nha bác nha. Đây, sò xanh, đen, xanh và đen, tổng cộng con này là 12 con sò, chạy tủ là tủ Elena Audio nha. Elena Audio đó, quạt gió này bác, con này chạy bảo đảm với các bác là quạt cực kỳ là êm, rất là êm luôn nha bác nha, êm đến nỗi là không nghe một tiếng gió luôn đó. Tăng phô nguồn tăng phô xuyến, tăng phô nồi giống như thằng anh của nó là vừa đầu năm, và những con vừa đầu khác của hãng Adcoface có phần này là phần bán nguồn điện. Thì chạy được là điện là 100, 120, 220 và 240, và theo cái bảng màu ở dưới này thì chúng ta sẽ đổi được cái nguồn điện cho con này nha bác nha. Bác nào muốn đổi cho 220 thì sẽ đổi sang 220 đó, hay là đỡ dòng điện nó nguyên thủy của nó là nguồn điện 100 đó. Rồi Adcoface là của Nhật nha bác nha. Hàng thì bên em tiến về thì rất là đẹp cho các bác, đồ đẹp nó thì các bác khôi yên tâm đi. Đó, rất đẹp luôn nha. Adcoface Pro 2 nha các bác nha. Đấy, đây là quý mặt và ruột ra như là phía bên trong của sản phẩm. Và đằng sau nha bác, và đằng sau thì nó sẽ sử dụng tín hiệu là đường hai, tín hiệu là ba lăng đực và ba lăng cái và rất xấu ly. Đó, ở đây thì nó có một cái nút gạt, các bác muốn chơi ba lăng thì các bác gạt xuống nghe chơi ba lăng, còn các bác muốn chơi sáu ly thì gạt lên. Đó, rất là tiện lợi tiện ích nha. Ở đây là chế độ chơi mono ste, quạt gió, kênh B và kênh A, hai kênh, chạm lo là bắp chuối bắp chim thông dụng này, điện là 100V, con này điện 100V này. Đó, các bác model Pro 2 Adcoface, phía ở dưới này hơi không rõ tí nha các bác nha. Công suất là 360W trên một kênh nha bác nha. Còn công suất mát của nó là 1000W. Đó, margin cha băng. Công suất mát con này lên tới 1000W nha bác. Đó, không ít đâu. Rồi, em đi vào test nhạc cho tất cả bác nè. Thank you.
rất là ok nha bác nha, rất là chi tiết luôn. À, chép bát và da trung cực kỳ là sáng nha. À, giảm đến 50%. Vâng, và hiện tại chiếc đáy Acrophy Pro 2 này thì bên em cân đối giá cực kỳ là tốt cho em, vì con này em nhập được giá tốt. Giá thì em bán cho tất cả bác với mức giá là 15 triệu, bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả bác nha. 15 triệu nha bác. Thì hiện tại con này thì trên thị trường các shop khác bán đều là giá 17 triệu rưỡi, 17 triệu rưỡi nha bác nha. Thì bên em nhập giá tốt thì bán giá tốt cho các bác luôn, giá là 15 triệu, bên em bao ship và tặng kèm theo cho tất cả bác một bộ da rách nha. Đấy, các bác nào yêu thích sản phẩm Acrophy Pro 2 thì alo em. Hàng những dòng sản phẩm của Acrophy thì giờ giá lên khá là cao, những cái con Pro 5 như thế này thì giá cũng sắp xỉ gần là 30 triệu rồi bác. Thì mỗi chi tiết mua hàng thì tất cả bác cứ việc liên hệ của Hùng qua số điện thoại trên tấm biển, và cũng như là hoặc là kết bạn qua Zalo, Facebook là số 707, bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và cũng như là gửi video test cho tất cả bác về những sản phẩm mà các bác mong muốn nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả bác đã bỏ chút thời gian để theo dõi video, và hẹn gặp lại tất cả bác những video sau.